Phakavantan afivademi Swakato Phakavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savakasangho Sankhang Namami. Dạ, con kính định lễ sư cả Pháp Nhiên. Dạ, con kính định lễ sư cả Pháp Nhiên. Dạ, con kính định lễ sư cả Pháp Nhiên ạ. Dạ, con kính chào sư. Sư ạ. Dạ, con kính định lễ thầy. Hôm nay nha, chúng ta học tiếp cái phần liên hệ. Trong suốt cái phần liên hệ này thì các vị cố gắng chúng ta ôn tập hai phần. Thứ nhất là ôn tập về cái phần sắc pháp, và thứ hai đó là chúng ta ôn tập về cái phần duyên sinh. Do vì khi mà phân tích liên hệ theo cái duyên sinh ấy, thì bắt buộc là phải nhớ lại cái phần duyên sinh mà chúng ta đã học phần trước đó. Thì cái bài học bữa nay chúng ta học ngắn thôi, do vì tôi cũng sợ là chi pháp phân tích theo cái duyên sinh thì nó cũng hơi, nếu mà các vị còn chưa có thuộc hết cái chi pháp của duyên sinh thì nó cũng hơi khó. Tại vì mọi người chờ thì trở lại cái phần nhân duyên theo tam địa thiện, thì tôi lặp lại là nhân duyên ở đây, nhân ở đây chính là chính cái nhân tương ưng làm tác nhân cho cái làm tác nhân cho các cái pháp khác, bằng cách là đồng sanh. Và chúng ta có chi pháp đó là cái năng duyên, tức là vô tham, vô sân và vô si thiện. Vô tham, vô sân, vô si, vô ký và vô tham sân si. Và sở duyên á, tức là những cái pháp do các cái nhân này tác động, và những cái pháp này đồng sanh với các cái nhân tương ưng. Trong đó chúng ta có sở duyên, tức là 71 tâm hữu nhân, 52 sở hữu hợp, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 sắc nghiệp tế tục hữu nhân. Thì chúng ta nhớ rồi là sắc tâm thì có cái sắc tâm vô nhân và sắc tâm hữu nhân. Do tỳ năng duyên á, là các cái nhân tương ưng, cho nên nó chỉ lấy những cái tâm nào là có cái nhân tương ưng này thôi, cho nên không có kể những cái tâm hữu nhân. Tương tự như vậy, sắc nghiệp tế tục cũng có vô nhân và hữu nhân, thì chúng ta chỉ lấy những cái sắc nghiệp tế tục do các cái tâm tế, do các cái tâm tế tục hữu nhân. Rồi từ từ hai cái chi pháp và năng duyên và sở duyên này đó, thì chúng ta phân tích theo đầu đề tam. Đầu đề tam thuộc tam đề thiện. Thì đầu đề tam trong tam đề thiện đó, thì chúng ta có ba cái khía cạnh, đó là thiện, bất thiện và vô ký. Thì thiện bất thiện và vô ký đó, thì trong đó
có cái pháp thiện trợ cho pháp thiện, có pháp thiện trợ cho vô ký, và có pháp thiện trợ cho cả cái pháp bất thiện. Tuy nhiên do vì ở đây là cái nhân duyên, cho nên không có trường hợp mà pháp thiện trợ cho pháp bất thiện được, bởi vì không có trường hợp pháp thiện là pháp bất thiện đồng sanh. Cho nên theo phân tích theo cái tam đề thiện thì đối với nhân duyên thì chỉ có 7 cái trường hợp thôi. Thứ nhất là các cái pháp thiện trợ cho các pháp thiện trợ cho các pháp thiện. Cái thứ hai là các pháp thiện trợ cho các pháp vô ký. Rồi lần lượt như vậy đó là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký. Thì ở đây cũng là cái phần chúng tôi ôn lại thôi. Tức là khi mà nói cái pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng nhân duyên, thì chúng ta lấy cái pháp thiện đầu tiên là năng duyên, cái pháp thiện thứ hai là sở duyên. Thì ở đây cái phần năng duyên thì chúng ta thấy lấy theo năng duyên, cái phần sở duyên thì chúng ta sẽ lấy theo sở duyên. Tức là pháp thiện năng duyên thì chúng ta lấy chi pháp theo năng duyên. Năng duyên ở đây thì chúng ta có vô tham, vô sân, vô si thiện. Rồi trợ cho pháp thiện thì trợ cho cái pháp thiện, cái pháp thiện là sở duyên đó, thì chúng ta lấy cái chi pháp trong sở duyên. Thì trong sở duyên thì chúng ta có 71 tâm hữu nhân. Thì trong 71 tâm hữu nhân này, chúng ta chỉ lấy ra những cái tâm nào thuộc về cái tâm thiện thôi. 52 sở hữu phù hợp cũng vậy. Rồi 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp mới là không kể, bởi vì đây là những cái pháp vô ký. Vậy thì trong cái sở duyên đó, thì chúng ta chỉ lấy ra những cái pháp nào thuộc về cái pháp thiện. Thì trong cái pháp thiện, thì trong cái pháp thiện mà làm nhân duyên thì chúng ta có vô tham, vô sân và vô si thiện. Và cái pháp thiện làm sở duyên là 37 và 38 sở hữu hợp. Tương tự như vậy đó, thì chúng ta cũng tin đối với các cái trường hợp còn lại, các cái pháp thiện trợ cho vô ký hay là bất thiện trợ cho bất thiện và bất thiện trợ cho bất thiện vân vân. Ở trong lớp này các vị có các vị chúng ta có nắm hết cái cách tính này chưa? Dạ, thưa sư nắm được. Dạ, đây bảy thì các cái duyên còn lại đó thì chúng ta cũng theo cái cách tính tương tự như thế này. Tức là sau khi mà chúng ta lấy cái chi pháp năng duyên và sở duyên tổng quát. Dạ, cái phần này nè, cái phần này gọi là cái năng duyên và sở duyên tổng quát. Dạ, hai cái phần này là hai cái phần tổng quát. Thì cứ là sở năng duyên thì chúng ta lấy theo năng duyên, sở duyên thì chúng ta lấy theo sở duyên. Nếu mà là thiện thì chúng ta lấy ra cái năng duyên của thiện, rồi trợ cho cái sở duyên thiện thì chúng ta sẽ lấy ra cái sở duyên thiện. Như vậy thì chúng ta cũng không có cái gì là khó tính hết. Rồi ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ tư. Hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ tư. Đó là chúng ta phân tích theo duyên sinh. Chúng ta học nhân duyên thường phân tích theo duyên sinh. Thì duyên sinh tất cả chúng ta có 12 cái mấu chốt về duyên sinh. Đầu tiên thì chúng ta phân tích theo duyên sinh là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành thì chúng ta
nhớ là vô minh. Vô minh ở đây tức là bằng với cái nhân là nhân si. Nhân si tương ưng. Rồi vô minh á thì có duyên cho phi phúc hành. Trời duyên cho phúc hành là bất động hành. Vậy thì vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên thì chúng ta tính như thế nào? Thứ nhất á, là cái điều kiện để gọi là nhân duyên á, thì cái năng phải thuộc về một trong chín nhân tương ưng. Vô minh duyên cho hành, ở đây vô minh á, là năng và hành là sở. Và để gọi là vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên á, thì chúng ta phải vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên thì chúng ta nhớ là nhân duyên á, tác động cho sở. Xin lỗi, trong nhân duyên á, thì năng duyên tác động cho sở duyên á, phải là bằng chính nhân tương ưng và đồng sanh. Chứ nếu mà chính nhân tương ưng đó mà tác động cho sở duyên không đồng sanh á, thì không được kể là bằng nhân duyên. Vậy thì trong cái mấu chốt vô minh duyên cho hành á, thì chúng ta thấy là vô minh á, là thuộc về nhân si. Duyên cho phi phúc hành á, phi phúc hành nó thuộc về bất thiện, vô minh cũng thuộc về bất thiện. Trong khi đó đó, vô minh duyên cho phúc hành và bất động hành á, thì hai cái hành sau này nó là thiện. Hai cái hành sau này là thiện. Vô minh á, thì là bất thiện. Và thiện và bất thiện á, là không bao giờ đồng sanh. Do vậy á, vô minh á, duyên cho phúc hành và bất động hành á, thì không thể bằng nhân duyên. Như vậy thì trong cái mấu chốt vô minh duyên cho hành á, thì chỉ có thể vô minh duyên cho phi phúc hành bằng nhân duyên thôi. Chứ vô minh không thể duyên cho phúc hành và bất động hành bằng nhân duyên được. Bởi vì vô minh và phúc hành và bất động hành không có thể đồng sanh. Như vậy thì khi mà chúng ta phân tích theo cái mấu chốt đầu tiên là vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên, thì sau khi mà chúng ta lấy cái chi pháp ra rồi và chúng ta theo cái đặc tính của cái duyên nhân duyên, thì đặc tính của nhân duyên là tác động cho sở duyên là phải đồng sanh, cho nên chúng ta chỉ còn lấy cái khía cạnh là vô minh duyên cho phi phúc hành. Đây là chỉ còn cái vô minh duyên cho phi phúc hành thôi. Duyên cho phi phúc hành. Thì bằng nhân duyên được. Và vô minh duyên cho phi phúc hành này á, vô minh duyên cho phi phúc hành á, chúng ta còn có hai cách. Từ đây là vô minh duyên cho phi phúc hành á, nó còn là bằng hai cách. Tức là vô minh duyên cho phi phúc hành bằng cách đó là vô minh á, là sanh trước và phi phúc hành sanh sau. Cách thứ hai đó là vô minh á, là duyên cho phi phúc hành bằng cách đó là vô minh cùng có mặt đồng sanh với phi phúc hành. Như vậy thì trong cái khía cạnh mà vô minh duyên cho hành đó, thì chỉ có vô minh mà duyên cho phi phúc hành nào đồng sanh
thì vô minh đó đó mới được gọi là vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên. Còn nếu mà vô minh đó mà duyên cho phi phước hành không phải đồng sanh thì bằng một bằng cái cách khác chứ không thể bằng nhân duyên. Bởi vì tôi lặp lại là để gọi là nhân duyên á, thì nó phải có hai, nó phải thỏa đáng hai điều kiện. Thứ nhất là cái năng đó phải là phải thuộc về một trong chín nhân tương ưng, và cái thứ hai đó là cái đối tượng mà năng đó tác động đó phải đồng sanh, chứ nếu không đồng sanh đó, thì không có thể tác động bằng năng bằng nhân duyên. Vậy thì ở trong cái mấu chốt đầu tiên, vô minh duyên hành đó, được phân tích theo nhân duyên, thì chúng ta vô minh đó, thì chúng ta có duyên cho ba hành, thì trong đó chỉ có phi phúc hành đó, thì mới có thể đồng sanh với vô minh. Và trong phi phúc hành đó thì chỉ có phi phúc hành nào mà đồng sanh với vô minh thì khi đó nó mới có thể được tính là vô minh duyên cho hành bằng nhân duyên. Vậy thì khi mà chúng ta học cái duyên, chúng ta học duyên hệ mà phân tích theo cái duyên sinh á, thì một lần nữa thì đây là cũng là cái dịp mà để chúng ta ôn lại các cái chi pháp của duyên sinh. Do vậy hồi nãy tôi có đề nghị các vị đó là khi mà chúng ta ôn tập á, thì chúng ta nhớ là phải ôn lại cái phần cái chi pháp của duyên sinh. Bởi vì ở đây nếu mà chúng ta không có nắm được cái chi pháp của duyên sinh á, thì chúng ta tính theo cái duyên hệ này hơi khó, là bởi vì các cái duyên còn lại của duyên hệ như là cảnh duyên vân vân đó thì chúng ta cũng phải phân tích lại theo duyên sinh. Thì trong các cái chương trình học khác đó, thì cái phần này nó thì được kể riêng, nhưng mà ở trong cái lớp này đó thì tôi kể chung để có dịp thì chúng ta lặp đi lặp lại cho các vị dễ nhớ, mặc dù đôi khi nó cũng hơi nó hay nhiều chi pháp chúng ta cũng khó lắm, là các vị Phật tử chúng ta bận nhiều cái thời gian ta không thuộc hết, nhưng mà ở đây thì tôi cố gắng là chúng ta chỉ học ngắn thôi, nhưng mà làm sao để cho các vị có thể nắm được cái chi pháp. Vậy thì khi học cái chúng ta phân tích trong cái duyên sinh á, thì trước hết đó là chúng ta phải nắm cái đặc tính của cái duyên hệ, rồi từ cái đặc tính của cái duyên hệ đó, chúng ta mới lấy cái chi pháp của cái mấu chốt duyên sinh. Và sau khi mà lấy cái mấu chốt chi pháp của duyên sinh đối chiếu với cái đặc tính của duyên hệ, từ đó chúng ta sẽ lược bỏ những cái phần nào nó không có thỏa đáng cái điều kiện đặc tính của duyên hệ, thì chúng ta loại trừ ra. Rồi cái phần còn lại đó thì chúng ta mới lấy cái chi pháp. Như vậy thì nó cũng đơn giản. Ví dụ bây giờ tôi nói lại là cái đặc tính của cái nhân duyên á, là phải nhân á, là cái năng duyên á, là phải thuộc về các cái nhân tương ưng. Như vậy thì khi mà chúng ta nói vô minh duyên hành thì chúng ta có là vô minh á, là thuộc chính nhân tương ưng. Nhưng mà khi mà hành duyên thức á, thì hành á, là cái sở hữu tư trong thiện và bất thiện, trong bất thiện và thiện hiệp thế, thì cái sở hữu tư đó nó không thuộc về chính nhân tương ưng. Vậy thì cái mấu chốt thứ hai thì nói là hành duyên cho thức á, thì không có thể bằng nhân duyên theo tâm đề thiện. Thì thật ra khi mà chúng ta chỉ học cái cách tính cái duyên, cái mấu chốt đầu tiên vô minh duyên hành á, thì lần lượt á, nếu mà nắm được chi pháp là hành duyên thức là gì, thì từ đó chúng ta cũng biết rằng là trong hành duyên thức đó có nhân duyên hay không, rồi thức duyên nhân sắc duyên, lục nhập duyên xúc, tương tự như vậy. Thì chúng ta cứ lấy chi pháp của mỗi cái mấu chốt đó
đối chiếu với cái duyên hệ mà chúng ta đang phân tích đó, thì chúng ta sẽ lấy ra được cái chúng ta sẽ tìm ra được cái duyên nó có trong đó hay không. Ở trong thường thường ở trong sách đó, là khi mà nói vô minh duyên thành đó, thì phân tích theo có bao nhiêu duyên hệ đó, là được kể hàng loạt cái các cái duyên hệ mà có mặt ở trong cái mấu chốt đó. Nhưng mà ở đây đó, thì chúng ta sẽ phân tích theo cái từng duyên một, là bởi vì các cái duyên sau đó thì chúng ta chưa có học. Cho nên nếu mà những vị nào mà tham khảo sách đó, thì chúng ta thấy rằng là từ cái vô minh mà duyên cho hành đó, thì gồm có nhân duyên, cảnh duyên, tưởng duyên, vô cảnh duyên, vân vân. Rất là nhiều duyên như vậy, thật ra mình chỉ đọc qua thôi, cũng không có cách nào mình hiểu được hết á. Thì ở trong cái lớp này đó là chúng ta sẽ học theo từng duyên như vậy đó. Thì sau này thì các vị sẽ tự tính. Thì ở trong cái phần duyên hệ và duyên sinh đó, là do vì cái chi pháp tương đối là nhiều và rất là cần thiết cho những vị học viên nào mà chúng ta theo học đó, thì bắt buộc rất là phải nhớ nhiều cái chi pháp, đặc biệt là cái phần cơ bản. Cho nên sư Trí Tịnh hoan hỷ là sư thường xuyên ôn tập giúp cho các vị học viên những cái phần học liên quan. Thì trong cái phần học liên quan này đó, thì chúng ta có trong cái phần nhân duyên này đó, thì chúng ta có cái sắc pháp và cái sắc pháp và cái duyên sinh. Vậy thì ở đây các vị có nắm được cái vô minh duyên cho hành mà bằng nhân duyên thì chúng ta tính được rồi, đúng không? Nó cũng dễ, là mình cứ loại trừ ra. Tôi lặp lại là trước hết đó, là chúng ta nắm về cái đặc tính của cái duyên hệ, rồi thứ hai là nắm cái chi pháp của cái mấu chốt duyên sinh mà chúng ta đang tính, như là đang tính về vô minh duyên hành đó, thì chúng ta nắm cái chi pháp vô minh là gì và hành là gì, và vô minh duyên hành đó tác động bằng cái thời nào. Nếu mà không phải là cái thời hiện tại, tức là đồng sanh, thì tất cả thì chúng ta phải loại trừ. Giống như là khi mà nói vô minh duyên cho phi phúc hành bằng nhân duyên, thì chúng ta chỉ có lấy cái thời điểm mà vô minh đồng sanh với phi phúc hành. Còn những cái vô minh mà tác động cho phi phúc hành không đồng sanh, giống như là vô minh vì một cái nhân nào đó ở trong quá khứ tác động đến cái hành hiện tại, thì khi đó có thể nó là sẽ bằng cái thường tận y duyên, bằng cảnh duyên vân vân, chứ không phải là bằng nhân duyên. Và cái việc học phi diệu pháp này á, là đầu tiên á, là chúng ta chỉ có học đến cái chi pháp thôi. Còn về cái ý nghĩa á, thì sau khi mà nắm chi pháp rồi thì chúng ta mới tính ra cái ý nghĩa sau. Thì đó là cái phần mà những người học á, là chúng ta sẽ, đó là cái con đường kế tiếp mà mình phải làm. Đại khái nó giống như là khi mà người ta học về cái công thức nấu ăn á, ban đầu á, là chúng ta tính xem là trong cái món ăn đó mình sẽ cần bao nhiêu cái thành phần gia vị, rồi sau cái thành phần gia vị đó sẽ là cái cách mà chúng ta chế biến cái thức ăn nó như thế nào. Là bởi vì không phải là chỉ có cái gia vị, tất cả các gia vị đó là chúng ta đổ chung vào chúng ta nấu một lượt, mà nó tùy theo cái món ăn thì mỗi cái gia vị đó là có trước có sau. Rồi chưa kể nữa, nó là tuy rằng cái thành phần gia vị đó là chỉ có 4 hoặc là 5 gia vị, nhưng mà cái định lượng có cho mỗi cái gia vị nó ít nhiều nó còn khác nhau. Do đó khi mà chúng ta học về tạng kinh á, thì nó giống như là Đức Phật này đã tạo
đã làm ra cái sản phẩm cho mình. Ví dụ tức là những cái món ăn đó Đức Phật Ngài đã làm ra cái thành phẩm rồi. Rồi khi mà chúng ta học cái gì ví dụ pháp đó, là chúng ta biết rằng là trong cái món đó nó sẽ có bao nhiêu là cái gia vị. Nhưng mà chừng đó thôi đó, thì đó là chưa đủ, là bởi vì chúng ta biết rằng là mỗi cái món ăn như vậy nó ngoài cái thành phần ra thì chúng ta còn phải biết cái cách pha chế, cái cách nấu thì ta mới có thể có được cái thành phẩm. Thì bây giờ cái cách cái việc mà chúng ta học cái pháp ở đây đó là chúng ta chỉ có mới có học mấy cái thành phần của các pháp, còn cái việc mà chế biến nữa để mà nó ra cái thành phẩm nó là một cái việc mà nó không có dễ dàng. Bởi vậy mà một lần đó, ngày sẽ là phát do vì khi mà ngày xét thấy là tất cả các cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy là trong cái nhìn đại tuệ của một vị trí thượng thích văn đó, nó giống như là một người mà biết cách nấu ăn mà đang thưởng thức một cái món ăn do một người đầu bếp khác giỏi hơn nấu. Do vậy họ ăn một cách họ thưởng thức cái món ăn nó một cái cảm phục khác với người thường, là bởi vì họ biết rằng là cũng cái thành phần gia vị đó mà để nấu được cái món ăn ngon như thế này là phải là một người đầu bếp rất là giỏi. Thì cũng vậy, khi mà ngày sẽ là phát ngày quán về các cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy bằng những cái thành phần của các cái pháp mà Đức Phật Ngài đã cho ra được một cái pháp môn tu như vậy, nó chỉ là một vị Phật mới có thể làm được điều đó. Do vậy là ngày sẽ là phát ngày mới khởi lên một ngày mới tốt với lời cảm thán là quả thật Thế Tôn là bậc thiện xảo trong thiện pháp. Thiện xảo ở đây tức là Đức Phật này khéo léo ngày bằng tất cả những cái đơn vị các pháp, bằng cái từ đó Đức Phật này đã cho mình một cái pháp tu. Nó giống như đôi khi mình ăn những cái gia vị rất là khó ăn, nếu mà mình ăn riêng lẻ chẳng hạn, giống như là chúng ta không hiểu rằng là người đầu tiên mà họ ăn cái ớt vào đó, mà không hiểu sao với một cái vị ớt cay khó ăn như vậy đó mà họ tận dụng được để làm một cái thành phần gia vị trong cái món ăn. Thì ngày hôm nay khi mà có người chế biến thành phẩm sẵn rồi đó thì chúng ta mới thấy rằng là trong cái món ăn đó chúng ta có tiêu có ớt này nọ thì nó mới ngon. Nhưng mà thật ra đó, nếu những cái gia vị đó mà người đầu tiên họ ăn vào họ nếm những cái gia vị đó một cách riêng lẻ thì chỉ là một người rất là giỏi về chế biến thực phẩm mới có thể nghĩ ra được là những cái vị khó ăn như vậy mà có thể là một cái gia vị chung với một cái món khác trở thành một cái món ăn ngon được. Thì tương tự như vậy đó, là có những cái thành phần của cái pháp hành mà chúng ta xem qua đó thì chúng ta không thể thấy ra được cái đó là cái phương pháp tu tập. Mà khi mà Đức Phật ngày mới đem những cái thành phần đó và ngày trộn chung lại để chúng ta có một cái pháp tu thì đó là một cái việc rất, cái việc đó một người không phải là một vị Phật đó, thì không ai có thể làm được cái việc đó hết. Thì khi mà chúng ta học vi diệu pháp và sau đó là chúng ta từ cái vi diệu pháp đó chúng ta đối chiếu lại với cái tạng kinh thì chúng ta mới hiểu ra rằng là cái thành phẩm mà Đức Phật này thuyết ở trong cái tạng kinh đó là nó có như thế nào. Và khi mà chúng ta học như vậy đó thì không bao giờ chúng ta có một cái nhận xét rằng là cái vi diệu pháp là cao hơn tạng kinh hay là cái tạng kinh thấp hơn vi diệu pháp vân vân. Tất cả những cái nhận định đó là những cái nhận định của một người mà chỉ nhìn cái bề ngoài chứ chúng ta không có học. Và tuyệt nhiên chúng ta cũng không có nhận định rằng là vi diệu pháp là cái pháp mà nói về cái pháp chân đế của tạng kinh và nói về cái pháp thực đế. Những cái cách nói khái quát như vậy nó tưởng chừng là giống như là chúng ta đã được cô động lại cái lời dạy Đức Phật. Mà nói như vậy thì nó không có, một người học vi diệu pháp không bao giờ dám nói điều đó, bởi vì chúng ta hiểu rằng là nói điều đó là nó là một cái câu nói nguy hiểm. Hôm nay tôi chỉ dừng lại ở đây thôi để trả lại cái phần
cái phần sắc pháp. Cái phần sắc pháp này á, là tuần vừa rồi đó thì tôi có nói là trong cái lớp học của chùa, nhưng mà do vì ở đây có một số học viên hầu như là không có theo dõi và nó hỏi cái bài đó, đó hôm nay tôi xin hỏi lại. Dạ con thưa sư dạ. Dạ. Con thưa sư, con xin phép được hỏi thưa sư. Đã, cái dạ, phần dạ. Này nó cũng hơi mới, thành ra là con muốn hỏi để cho dạ, con dạ. Được hiểu. Như vậy theo mà nhân duyên mà phân tích theo duyên sinh thì ở cái khía cạnh thứ nhất là vô minh duyên hành, cái cách xét như sư đã dạy thì đầu tiên là mình phải đưa ra cái đặc tính của duyên hệ, cái thứ hai là cái mấu chốt duyên sinh là mình phải biết cái chi pháp, rồi sau đó thì mình loại trừ các chi pháp mà không phù hợp với cái phần đầu là đặc tính của duyên hệ. Thì như vậy trong cái phần đầu tiên á, là vô minh duyên hành thì chỉ có là cái phần mà vô minh duyên phi phúc tha hành thì nó phù hợp, vì vô minh nó là có nhân nhân si, còn phi phúc hành là 12 tâm bất thiện, thì như vậy nó phù hợp với cái điều kiện là nhân duyên mà phân tích theo duyên sinh. Còn cái phần thứ hai là phúc hành và bất động hành thì đó là những cái tâm thiện, do đó nó không là nhân duyên, nó không được tác động bởi nhân duyên mà nó bằng cái duyên khác. Dạ, nó không đồng sanh được cô. Dạ, nó không đồng sanh vì là giữa si là cái nhân bất thiện và cái kia là cái phần phúc hành với bất động hành bên sở duyên nó là thiện, thì nó không đồng sanh, như vậy thì nó sẽ tác động bằng một cái duyên khác. Còn cái tiếp theo nữa thưa sư là cái phần mà hành duyên thức, thì ở đây hành là sở hữu tư, sở hữu tư trong các tâm bất thiện thiện, thì như vậy thức là 19 tâm tục sinh và 32 hoặc là 32 tâm quả, thì như vậy nó cũng không có tác động bằng nhân duyên, phải không thưa sư? Dạ, như vậy phải, thì cô cũng theo cái công thức đó. Thứ nhất là lấy về cái đặc tính của cái nhân duyên. Đặc tính của nhân duyên đó là cái nhân năng duyên tác động phải là một trong chín nhân tương ưng. Dạ. Thứ hai là phải đồng sanh, vẫn theo cái công thức đó. Dạ. Thì khi mà nói hành duyên thức á, mình xét xem là hành đó có phải là một trong chín nhân tương ưng hay không. Dạ. Nếu mà không phải là một trong chín nhân tương ưng á, là mình loại bỏ cái mấu chốt đó. Dạ. Dạ. Các vị học viên ở đây có nắm được hết không? Dạ con thưa sư, như vậy là tiếp theo là cái phần mà cái duyên tiếp theo là thức duyên danh sắc thì cũng không có, và danh sắc duyên lục nhập cũng không có, lục nhập duyên sáu sắc không có, nhưng mà ở cái phần mà ái duyên thủ thì thưa sư có phải không thưa sư? Là chỗ này là nó là Có. Ái là tâm sở tham duyên cho thủ. Dạ phải. Thủ là sáu cái thủ đó phải không sư? Dạ tứ thủ. Tứ thủ. Dạ. Dạ. Thì như vậy là chỉ có cái duyên cho ái duyên thủ thì mới có tác động bằng nhân duyên phải không sư? Dạ. Dạ phải. Dạ. Thì do vì tôi chỉ nói về cái cách đầu tiên đó, tôi muốn là cái phần còn lại đó là các vị học viên đó, thì chúng ta sẽ cố gắng tự tính. Hồi trước tôi học với các mấy ngày lớn cũng vậy, ngày sư bay áp giới cũng vậy, là các vị đâu có, các vị những cái phần còn lại nó là để mình tự tính, chỗ nào mà mình tính không được á thì khi đó mình mới hỏi, như vậy thì các vị sẽ vận dụng được. Đã, còn mà nếu mà ở trong lớp á, mà người hướng dẫn mà tính hết đó, là các vị không có chịu tính mấy thì không biết rằng là các vị có tính được hay không. Cô Hồng Nhung là cô hỏi như vậy là cô hiểu bài rồi đó. Dạ con thưa sư tụi con cũng mới á thưa sư, thành ra tụi con thỉnh sư dạy và giảng cho tụi con cũng kỹ, và sư cũng cho tụi con vài cái ví dụ để tụi con hiểu bài hơn, chứ còn nếu mà như vậy thì con cũng chưa hiểu lắm. Dạ như vậy giờ sư giảng lại như vậy thì con đã hiểu rồi thưa sư. Dạ con kính tri ân. Thì sư dừng lại ở cái vô minh duyên hành, thì các vị còn lại đó là các vị tính hết các cái mấu chốt còn lại. Thì thật ra nó cũng không có bao nhiêu duyên, có cái nhân duyên. Thì cái bữa học sau á, thì chúng ta xem là coi các vị có cái thắc mắc cái chỗ nào là tại sao là trong trường hợp đó không có nhân duyên, hay là tại sao trong trường hợp là có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các vị đều tính được hết á. Là bởi vì á,
chúng ta lấy cái nhân đầu tiên đó là chúng ta lấy cái năng duyên ra. Thí dụ giống như là vô minh duyên hành thì vô minh là năng duyên, rồi hành duyên thức á, thì hành là năng duyên. Tương tự như vậy, thức duyên danh sắc á, thì thức là năng duyên. Thì lấy cái năng duyên đó, nếu mà cái năng duyên đó, đó mà không có chích nhân tương ưng á, thì chúng ta bỏ cái mấu chốt đó. Còn nếu có chích nhân tương ưng á, thì chúng ta mới xét cái khía cạnh thứ hai là có phải đồng sanh hay không. Bởi vì nếu không đồng sanh thì không có được kể là nhân duyên. Thì ví dụ giống như là chúng ta có được cái là vô minh duyên cho phi phúc hành. Vô minh nó thỏa đáng được cái điều kiện đầu tiên là vô minh nằm trong chính nhân tương ưng. Và cái phi phúc hành đó thì chúng ta chỉ xét xem là cái phi phúc hành nào mới gọi là được tác động bởi nhân duyên. Chứ không phải là phi phúc hành là điều lúc nào là cũng vô minh tác động phi phúc hành luôn luôn bằng nhân duyên hết. Mà chỉ có đồng sanh thì mới là nhân duyên. Thì tương tự như vậy thì các cái tính sau thì các vị tính được hết. Như vậy thì cái vấn đề ở đây á, tôi biết rằng có thể là các vị ở đây chúng ta đều tính được hết. Nhưng mà cái vấn đề đó là chúng ta nắm được, có nhớ được cái chi pháp của cái duyên sinh hay không. Nhiều vị hiểu bài nhưng mà nếu mà không có nắm được chi pháp của duyên sinh, các vị quên là các vị cũng không tính được. Ví dụ giống như là chúng ta không nhớ là thức duyên do danh sắc, tức là chi pháp gì thì mình không có chắc chắn rằng là nó có nhân duyên hay không. Cho nên cái vấn đề ở đây mà hôm nãy tôi có đề nghị sư Lý Tịnh này ôn tập cho các vị, tức là hễ mà các vị nắm được cái chi pháp của, các vị nhớ lại chi pháp của duyên sinh đó, thì các vị sẽ tính được cái trong cái duyên sinh đó nó có cái duyên hệ, có cái nhân duyên này hay không. Còn mà nếu mà chúng ta quên đó, thì chúng ta không có chắc. Còn cái cách mà để mà chúng ta tính thì cách nó đơn giản, giống như tôi vừa nói các vị đó, các vị chỉ xét cái đặc tính của cái duyên hệ, rồi sau đó là đối chiếu với cái chi pháp của duyên sinh, rồi từ đó là chúng ta loại trừ ra những cái khía cạnh nào mà có thể làm, có thể do nhân duyên tác động, và trường hợp nào không do nhân duyên tác động. Các vị học viên còn lại chúng ta đều nắm được cái cách tính này hết rồi, đúng không? Dạ, sư hiểu rồi ạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn. Dạ, thưa sư, là chúng con đối với cái vấn này hãng còn rất cách như sư tính thì rất chúng con hiểu, nhưng mà chúng con hãng còn bỡ ngỡ. Thứ hai tức là như sư nói, tức là những các cái chi pháp của duyên sinh ấy, chúng con thì thực ra là thứ nhất là cũng chưa nhớ, và thứ hai tức là cũng chưa nắm vững lắm đâu, cho nên là nó tính thì tự tính là chắc là không phải dễ như sư nói, mà chúng con sẽ cố gắng. Nhưng mà có thể là như là chị Nhung nói, là sư cho chúng con mỗi cái tính thì cho chúng con một cái thí dụ thì chúng con sẽ hiểu hơn. Con kính tri ân sư ạ. Dạ. Thì thật ra ở trong cái hình ảnh ví dụ như này á, thì đối với nhân duyên nó không có nhiều bằng cái cảnh duyên. Bởi vì cái cảnh duyên đó là một cái năng duyên mà nó tác động cho cái sở duyên đó là bằng nhiều cái trường hợp. Còn đối với cái nhân duyên này đó là nó chỉ có tác động bằng cách đồng sanh. Nó giống như là để chúng ta có được một cái ly sữa thì chúng ta cần phải có nước. Và cái nước đó, nó phải hòa trộn vào trong sữa thì mới thành ra cái ly sữa. Chứ còn mà nước đó, chúng ta để nước riêng rồi, cũng như là ly cà phê đi, chúng ta để cà phê riêng rồi nước riêng, thì không có thể nào chúng ta có được cái ly cà phê được hết. Mà để có ly cà phê đó thì giữa nước và cà phê nó phải cùng có mặt và hòa trộn lẫn nhau thì nó mới có thể trở thành ly cà phê. Thì tương tự như vậy là cái cách mà năng duyên tác động cho các cái pháp sở duyên đó, là nó phải cùng có mặt mà nó cùng có mặt, nó hòa trộn vào trong đó. Sở dĩ mà gọi là nhân duyên á, nó giống như là một cái ly nước mà chúng ta bỏ màu vào đó, thì cái bỏ vào cái màu nào thì cả một cái ly nước đó nó bị cái màu đó nó hòa trộn, nó sẽ thay đổi cái màu nước. Thì
thì cái nhân duyên, cái tham, cái sân, cái si đó, nó có mặt ở trong các cái pháp nào, thì các cái pháp đồng sanh đó nó đều bị nhuốm màu của cái của các cái pháp này, cho nên nó mới gọi là cái pháp nhân duyên. Nó có những cái thành phần, mà những cái thành phần đó nó có mặt ở trong một cái gia vị nào đó, thì nó không có nó không có ảnh hưởng toàn bộ cái gia vị, nhưng mà có những cái thành phần á, mà khi mà nó có mặt ở trong cái gia vị nào thì toàn bộ cái món ăn đó là nó bị ảnh hưởng. Nên chẳng hạn giống như là chúng ta nấu bếp, chúng ta thêm một ít đường, thêm một ít muối, thì cái đường và muối nó hòa trộn cả cái món ăn của chúng ta. Còn đôi khi có những cái gia vị mà chúng ta chỉ có chúng ta rải lên trên mặt vân vân, thì nó chỉ cùng có mặt đó thôi, mà nó không có ảnh hưởng đến toàn bộ cái món ăn. Ví dụ như là chúng ta trang trí những cái chúng ta thêm những cái ngò hành vân vân ở trên cái bề mặt của cái món ăn đó, thì cái ngò hành đó nó không có hòa trộn hoàn toàn vào trong cái món ăn. Thì chúng tôi tạm ví dụ tạm như vậy thôi. Thì ở trong các cái pháp hành cũng vậy, có những cái pháp đó mà nó có một cái vai trò then chốt để quyết định cái pháp, cái đặc tính của cái pháp đó, đó là cái đặc tính của pháp đó thuộc về thiện hay là thuộc về bất thiện. Và chính vì cái yếu tố then chốt đó cho nên được gọi là cái hạt nhân. Nhân ở đây giống như là một cái hạt nhân, cái yếu tố trọng tâm. Thì cái phần nhân duyên thì luôn luôn là nó vì cái yếu tố trọng tâm, và nó hòa quyện vào các cái pháp hành khác, để nó biến cái pháp hành khác đó thành ra cùng cái đặc tính với nó, thì cho nên nó bắt buộc nó phải đồng sanh như vậy thôi. Đặc biệt dạ thưa sư, là như lúc nãy sư phân tích cho chị Nhung thì con hiểu là thứ nhất là nắm vững trong cái chi pháp của các nhân của các duyên, thứ hai là bây giờ mà đối với từng duyên thì mình xem là cái năng duyên của nó là có phải là trong cái chín nhân tương ương, tức là tham sân chi và vô tham vô sân vô si thiện vô tham vô sân vô si bất thiện không. Thì nếu nó không phải trong đó, ví dụ như sở hữu tư là không phải là chi pháp của nó là sở hữu tư. Dạ. Thì hành ví dụ như là sang cái chuyện thứ hai là hành nhân thức ấy, thì cái hành như là sở hữu tư như sư nói thì nó không phải là vô tham vô sân vô si, cũng như tham sân si thì mình sẽ không phải, nó sẽ không được tác động bởi nhân duyên đúng không ạ? Có hiểu như thế không? Dạ phải. Mà nó sẽ tác động bằng cái duyên khác. Và các chi pháp khác cũng cứ tiếp tục như thế ạ. Các duyên khác cũng có tiếp tục làm như thế. Dạ, các cái duyên khác cũng vậy. Dạ. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ. Dạ, chú Kinh Bạch Thầy. Dạ. Dạ, con có câu hỏi. Chú Bạch Thầy, khi vô minh duyên trở hành, thì cái hành ở đây có phải là cái thân khẩu ý không, chú Kinh Bạch Thầy? Dạ. Cái vô minh diễn cho hành, dạ. Có ảnh hưởng đến thân khẩu ý không? Dạ phải, cái thân khẩu ý đó, nhưng mà cái thân khẩu ý đó nói phần theo cái tánh á, thì nó gồm có phúc hành, phi phúc hành là bất động hành. Ví dụ giống như là cái nghiệp tạo do cái thân nghiệp, thì cái thân nghiệp đó có thể là thiện, có thể là bất thiện. Dạ. Và trong thiện đó, dạ. Dạ, ý con cũng hỏi là cái vô minh duyên cho hành, cái hành này nó nằm ở trong cái phi phúc hành, mà phi phúc hành là nó có tác động đến cái thân, cái khẩu, cái ý bất thiện. Dạ. Dạ phải. Dạ. Thân khẩu ý thiện con, dạ. Dạ. Nhưng mà đối với cái phi phúc hành á, thì nó gồm có cả ba cái hành thân khẩu ý. Cái phúc hành á,
thì cũng gồm có ba, cũng có thân khẩu ý, nhưng mà cái bất động hành nó thì chỉ có ý hành thôi. Dạ, dạ. Rồi ở đây tôi cũng đề nghị các vị hoan hỷ xem lại cái bài giảng của tôi về cái lộ sắc. Cái lộ sắc ở trong cái Facebook của chùa xử lý. Bởi vì chúng ta đi cần phải nắm cái lộ sắc để chúng ta đi suốt cái phần duyên này. Còn nếu mà không biết là các vị học viên ở trong chùa các vị có sinh viên à, vậy thì ngày hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút. Dạ, lúc ra thì tôi cố gắng tôi nói thêm cái phần lộ sắc, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thôi để sư giảng thêm về lộ sắc đi thưa sư. Lộ sắc ha cô? Dạ. Dạ. Dạ được cô. Dạ. Dạ, chính bạch sư, sức khỏe sư là trên hết, nên sư thấy tạm dừng được thì sư dừng lại. Dạ, để như các bạn có thể coi trên mạng trường sư lý. Dạ, sư vẫn có thể giảng được con, vẫn có thể giảng được con. Dạ, thật cảm ơn. Dạ. Dạ, sư, cho con có một yêu cầu được không sư? Dạ, con vẫn muốn được sư. Con có học thập nhị nhân viên ở tạng mát khắp online trong sách vở nhiều hòa sinh. Bây giờ mà con kiếm tài liệu để hiểu chi pháp của thập nhị nhân viên có thể cung cấp không tận, chẳng hạn như vô minh tức là chi pháp đó là tập thể si và cái hành đây tức là tâm cái tân á cho mình tư thì có thể cung cấp cho con tài liệu để con hiểu rõ hơn để mà chia chi pháp cho đúng theo cái như thế. Có thể anh vào cái website Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy.com á. Dạ. Thì ở đây nếu mà được là anh có thể anh tìm có những cái quyển sách của ở trong đó có những cái bản sách của chương trình học của ngày định sự. Dạ, dạ, dạ. Dạ, chương trình học của ngày định sự, và đây là cái bộ sách mà hầu như lúc nào tủ sách chưa cũng phải có cái bộ này. Dạ, dạ, dạ. Thì dạ. Trước hết là con vào Phật giáo Nguyên Thủy .com có thể chúng ta có thể tìm được. Dạ, dạ, trong đó có hết tất cả các cái chương, cái lưu tưởng, tất cả những cái giáo trình đã học. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Rất nhiều sư hôm nay sư giảng về cái vô minh duyên nhân bất động hành, về duyên cho khi cái quốc mạch hay quá sư, con cảm ơn sư rất nhiều. Bởi vì cái điều đó mình rất là mong các vị Phật tử chúng ta học được cái chi pháp. Bởi vì thật ra ở đây có những người Phật tử có cái học vị ở bên ngoài cao, và chúng ta dễ dàng chúng ta dễ học chi pháp chứ không phải là cái vấn đề gì. Chẳng qua là do vì một số cái công việc bên ngoài mình không có nhiều cái thời gian á, và do đó không nắm được cái chi pháp. Còn mà nếu mình đã tập được cái chi pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng học. Và khi học như vậy đó thì chúng ta mới hiểu cái Phật pháp nó được một cách rõ ràng hơn. Là do đã có cái chi pháp làm cái sườn ở trong đó, cho nên nếu mình có giảng như thế nào, mình có trình bày như thế nào thì mình cũng không được ra khỏi cái sườn đó. Còn nếu mà mình học Phật pháp mà mình nói chung chung thôi đó, chẳng hạn giống như mình nói tu là phải tinh tấn, mà tinh tấn là gì thì chúng ta không có rõ ràng đó, thì chúng ta nói không có đúng. Dạ, nói dễ bị lệch. Cho nên là chúng ta cần phải học nắm kỹ cái bằng chi pháp là vậy. Dạ, thưa sư, nếu có thể được cho con tiếp hỏi một câu hỏi thưa sư. Chẳng hạn như trong tạng kinh đó sư, chữ vô minh là nó bao trùm rất nhiều ý nghĩa, tức là không hiểu về tám điều, không hiểu về tứ thánh đế, không hiểu sư, rồi bất tri danh sắc, quá khứ hiện tại vị lai và cái thập thiện nhân duyên sư. Nhưng mà ở trong thắng pháp là vô minh, tức là hiểu nó là tương tâm sẽ si thuần tiến hơn sư, hay có ý nghĩa gì khác không thưa sư? Dạ, trong thắng pháp cũng trình bày nhiều khía cạnh anh. Dạ, nhiều khía cạnh trong đó thì giống như là chúng ta nói là vô minh duyên hành,
Thì cái vô minh nó đầu tiên đó là do cái vô minh nó là cái căn để nó là người đó là không bất tri trong tứ đế. Bởi vì vô minh nó có nhiều cái mức độ khác nhau, nhưng mà cái mức độ mà quan trọng, cái mức độ mà cao nhất mà để cho cái hành động chúng ta lệch lạc mà chúng ta không tìm ra con đường giải thoát, nó chính là chúng ta không có biết con đường đi. Nó giống như là một người mà lần đầu tiên đi ra nước ngoài như vậy đó, thì chúng ta gặp cái gì cũng là lần đầu hết đó. Nhưng mà nếu một người đã có cái bản đồ đi đó, thì tuy rằng họ có những cái chi tiết mà họ chỉ mới gặp lần đầu, nhưng mà đối với họ là cái con đường đó họ đã nắm cái khái quát thì nó không có bị lạc đường. Dạ, con hiểu. Thì đối với Bồ Tát cũng vậy đó, là mặc dù là các ngài cũng chưa có đi cái con đường giải thoát đó, nhưng mà các ngài nhà có chư Phật quá khứ, cho nên các ngài có cái được cái bản đồ đó. Và cái việc mà mình tu học, mình cố gắng mình tìm ra cái bản đồ đó, thì thật ra các cái lớp học về ví dụ pháp này á, ngày hôm nay cũng có do vì cái điều kiện thuận lợi, chúng ta có cái thông tin, có cái internet đó, cho nên có rất là nhiều cái tài liệu cho các vị học viên tham khảo. Và những vị học viên nào mà chúng ta đặc biệt là các vị ở bên ngoài, chúng ta có đọc được ngoại ngữ, thì các cái tài liệu nghiên cứu bằng Anh ngữ, thì đặc biệt là hai cái ngôn ngữ là tiếng Anh ngữ và Đức ngữ thì nhiều. Tôi biết có một anh Phật tử bên Thụy Sĩ, tức là bởi vì anh rất là giỏi tiếng Đức, cho nên là khi mà vừa biết Phật pháp thì anh có rất là nhiều cái tài liệu Phật học bằng tiếng Đức mà tương đối là phong phú, mà có những cái tài liệu đó ngay cả tiếng Việt chúng ta chưa có nữa. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta cố gắng học đó, thì cái việc mà tài liệu mình không có khó tìm. Con cảm ơn sư rất nhiều, thưa sư. Dạ thưa sư, chúng con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Chị Nhung ơi, tối nay có cái lớp pháp á, sư giảng luôn vào lúc tối nay hay chị? Dạ con thưa sư, nếu mà lúc nào tiện á thưa sư thì con thỉnh sư giảng lại giúp con cái lộ sắc mà tờ thứ 8 á thưa sư, tại vì cái lộ mà tâm tưởng ngũ môn con cũng thấy nó cũng có những cái mà còn lấn cấn, tức là từ sát na tử mà đến ngược 17 sát na thì nó sắc biệt mình không tăng mà nó giảm dần, nhưng mà con thấy đến sát na thứ 17 thì nó vẫn còn như vậy. Như thế nào thì nó giảm hết, giảm vào đến không, hay là nó, tại vì theo bảng lộ sắc thì cái đến sát na thứ 17 là nó còn 32, như vậy thì nó vẫn còn, thì lúc này là cái sắc mạng quyền, cái sắc nghiệp đó, thì con chưa hiểu cái khúc này đó thưa sư, nếu lúc nào giờ nó sẽ đồng diệt với cái tâm tử luôn. Dạ, nhưng mà ở cái sát na thứ 17 thì vẫn con thấy vẫn còn sắc nghiệp đó thưa sư. Dạ phải, bởi vì khi mà cái sát na 17 mà diệt rồi đó thì toàn bộ sắc nghiệp diệt luôn. Nó sẽ đồng diệt với cái tâm tử. Dạ, tại vì mình nói là tâm tử lùi ngược lại 17 sát na thì đến cái sát na thứ 17 thì đáng lẽ thì sắc nghiệp nó phải bằng không. Dạ không, thì cái sắc nghiệp nó không bằng không mà. Nó sẽ chấm dứt, nó sẽ bằng không khi mà cái tâm tử diệt, còn tâm tử còn thì nó vẫn còn. Dạ, tức là lúc này là danh mạng quyền vẫn còn hả thưa sư? Dạ còn. Dạ. À, nó sẽ diệt một lượt với cái tâm tử. Dạ. Con kính tri ân sư. Dạ. Chúng con kính tri ân sư và xin sư nghỉ ngơi. Dạ, chúng con kính tri ân sư cả chư Pháp Nhiên và kính mời sư nghỉ ngơi và một phần. Dạ. Xin chào tất cả các sư ạ. Dạ. Con kính tri ân sư. Dạ. 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 Idaṃ no ñāti naṃ hotu sukhitā hontu ñātayo idaṃ me buññaṃ nippāna sabbaicchayo hotu. Xin chào sư Pháp Nhiên và sư Trí Tịnh. Con kính